trường 341, đích vất thủy rung động, bọn hắn là đến từ tương lai người báo thù. Không, xin lỗi là chúng ta. Chung cuộc đẹp đội quản xuống câu nói này về sau, liền không lại nói nhảm. Mạnh lắc một cái tay, đem trong tay mình tấm thuận đối Captain America liền bắn tới. Captain America sắc mặt một mảnh lạnh khốc, đồng dạng vung vẩy lên tấm trắng của mình đến, mảnh quét qua. Đang. Hai cái tấm thuận tại không trung đụng vào nhau, phát ra thanh thúy vô cùng kim thiết tiếng va đập tới chung cuộc đẹp đội tấm thuẫn lập tức liền bị đánh bay. Chẳng qua chung cuộc đẹp đội trên cánh tay có điện từ trang bị, hắn lúc này nhấn một cái, một cổ điện từ lực lập tức liền tác dụng tại trên tấm trắng. Bị đẹp đội đánh bay tấm thuẫn, liền tự động bay trở về chung cuộc đẹp đội trong tay. Ok, đội trưởng, thật có lỗi. Chung cuộc ai ẩn mang lúc này cũng quả quyết ra tay, hắn mảnh nâng lên cánh tay của mình đến, nhắm ngay đẹp đội, cái này sẽ không để cho ngươi chân chính thụ thương, nhưng rất khó chịu chính là. Sưu sưu sưu. Lời còn chưa dứt, chung cuộc Iron Man liền hướng Captain America bắn ra mấy phát bay trảo tới. Khi bay trảo phía trên lớp 3 lớp 4, không ngừng vọt lấy dòng điện. Một khi Captain America bị bắn trúng, liền xem như nó tiêm vào siêu cấp huyết thanh thân thể, cũng sẽ bị sinh sôi điện té xuống đất bên trên. Chẳng qua Captain America sẽ dễ dàng như thế liền để chung cuộc Iron Man đạt được sao? Cạch soạt. Hắn lúc này vung lên nắm đấm của mình đến, đối kia bay vụt mà đến mấy phát bay trảo liền đánh tới. Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ pha lê vỡ vụn thanh âm, một cổ rất nhỏ sóng chấn động cũng chập trùng ra. Lập tức sắp hết cục Iron Man phóng tới mấy cái bay rảo tất cả đều đánh trên mặt đất. Nhưng không có thương tới đến chung quanh bất luận kẻ nào, cho dù là cả mặt đất đều không có chịu ảnh hưởng. Thu hoạch được quả chấn động như thế chi thời gian dài, Captain America đối loại năng lực này sử dụng đã càng phát ra dày công tôi luyện. Có thể tùy tâm sở dục tiến hành các loại nhỏ xíu khống chế. Khốc. Quá khốc. Người kiến lập tức nhịn không được vỗ tay tán thưởng ra tiếng đến đây chính là quả chấn động lực lượng sao thật sự là quá thần kỳ các tin america sam wilson cái này đậu bỉ đến cùng ai bên kia a đây chính là quả chấn động năng lực sao roger sự tình hôm nay nhìn sẽ khá là phiền toái chung cuộc ai man hơi cảm thấy có chút nhức đầu quả chấn động có thể phát ra sóng chấn động liền hắn bắn ra bay trảo đều cho đánh rơi trên mặt đất cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cái khác bất luận cái gì thực thể đạn cũng đều sẽ bị đánh rơi chẳng qua đây đối với chung cuộc Iron Man mang tới nói đồng dạng không là vấn đề đã thực thể đạn không được vậy liền dùng cái khác hình thức công kích dù sao mình chiến giáp không chỉ có riêng chỉ là phân phối thực thể đạn sưu sưu nghĩ tới đây chung cuộc Ai Man mang liền không lại nói nhảm lần nữa nâng lên cánh tay đến đối captain america bắn ra mấy phát đạn đạo tới cạch soạt captain america bắt chước làm theo lần nữa lợi dụng quả chấn động lực lượng đem kia đạn đạo cho đánh rơi trên mặt đất ttt nhưng kia đạn đạo sau khi rơi xuống đất, lại là lập tức liền hướng ra phía ngoài toát ra rất nhiều kích động tí hát khí thể tới. Trong chớp mắt liền che phủ lên Captain America cùng Sam Wilson trước mắt không gian, ngón cái tiểu tử, nhanh. Trung cuộc ai ẩn mang một phát bắt được bên người chung cuộc đẹp đội, sau đó cấp tốc chào hỏi chung cuộc người kiến một tiếng. Chung cuộc người kiến hiểu ý, lập tức thu nhỏ thân thể của mình, lẻn đến chung cuộc ai ẩn mang sắt thép chiến giáp phía trên. Mấy người dự định cứ như vậy rút lui. Nhưng Captain America cùng Sam Wilson cũng không phải đóng, cạch xoạt lại là một tiếng pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên sóng chấn động xuất hiện lần nữa thế mà lập tức liền đem những cái kia kích động tí hát khí thể cho xua tan sưu cùng lúc đó Samuelson cũng đã sớm hóa thân trở thành một cái nửa người nửa ưng quái vật, nhanh vô cùng hướng lấy chung cuộc đẹp đội đánh tới. Chung cuộc đẹp đội đành phải vung lên ở trong tay tấm thuẫn đến, hung hăng đối Samuelson đánh tới. Đang. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, chung cuộc đẹp đội trong tay tấm thuẫn thế mà lập tức bị đánh cho rời tay mà bay. Trung cuộc đẹp đội bản nhân cũng lập tức lão đảo lấy lùi lại mấy bước trong khoảnh khắc liền cùng chung cuộc ai ẩn mang tách ra cái này khiến mấy vị chung cuộc người báo thù cũng không khỏi thầm giật mình cái vũ trụ này sam wilson thật sự là khí lực thật là lớn cứng đối cứng thế mà đem các america đều cho đánh lui không có ý tứ sam thu nhỏ trạng thái người kiến yên lặng dọc lẩm bẩm một câu về một cái tử liền hướng về không trung nửa người nửa ưng trạng thái sam wilson nhảy tới ầm um. Sam wilson một cái thình lình lập tức liền từ không trung đánh cho rơi đập trên mặt đất mà lúc này captain america cũng cầm tấm thuẫn vọt ra đội trưởng cẩn thận ta vừa rồi không biết bị thứ gì tập kích sam wilson một bên nhắc nhở captain america vừa bắt đầu lợi dụng mình siêu cấp thị lực đi tiến hành dò xét không sai tuy nói hiện tại sam wilson cũng không có sử dụng trang bị không có đeo công nghệ cao kính bảo hộ có thể ăn hạ liệt ưng trái cây hắn thị lực cũng là phi thường kinh người không cần bất luận cái gì trang bị phụ trợ liền có thể nhìn thấy trên đất con kiến người kiến nếu như không thu nhỏ tới trình độ nhất định thật đúng là tránh không khỏi sam Wilson dò xét ầm um. nhưng sam Wilson cuối cùng nhắc nhở chậm một bước người kiến đã lẻn đến captain america trên tấm trắng, sau đó lại một cái hoành nhảy ầm um. một chân lại sẽ captain america cho đạp ngã trên mặt đất mà thừa dịp người kiến liên tiếp đem sam Wilson cùng captain america đánh ngã trên mặt đất công phu chung cuộc đẹp đội cũng cấp tốc lần nữa tới đến chung cuộc ai ẩn mang bên người. Làm được tốt, ngón cái tiểu tử. Chung cuộc ai ẩn mang tán thưởng một câu. Đợi đến người kiến cũng nhảy đến trên người mình thời điểm, lại không nói nhảm, về một cái tử liền lăn không bay lên, hướng về không trung vọt tới. Đừng hòng chạy. Sam Wilson làm sao lại trơ mắt nhìn xem mấy người chạy trốn. Lập tức mở ra cánh phóng lên tận trời, hướng về chung cuộc ai ẩn mang đuổi theo. Nhưng chung cuộc ai ẩn mang đã sớm chuẩn bị. Sam Wilson người đều không có rời đi mặt đất, một cái lưới lớn liền bị chung cuộc Iron Man bắn ra tới. Đem Sam Wilson cho đắp lên bên trong. Cạch soạt. Nhưng lúc này, pha lê vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên, các tin America đối không trung liền đến một quyền. Đáng sợ sóng chấn động trong khoảnh khắc sóng cả mãnh liệt mà đến, lập tức càng quét đến chung cuộc Iron Man mấy người trên thân. Mấy người lập tức liền ngã cuốn ra ngoài. Chung cuộc đẹp đội đứng mũi chịu sào, ngay lập tức liền từ không trung rơi rơi xuống. Người kiến tiếp theo, bởi vì chung cuộc Iron Man không ngừng cấp tốc lượng vòng mà bị sinh sôi đánh xuống tới. Chung cuộc Iron Man đồng dạng mất đi khống chế, lập tức nện ở lớp kính trên vách tường. Sau đó mới một lần nữa rơi xuống đến trên mặt đất. Tốt tại gia hỏa này toàn thân trên dưới đều bị sắt thép chiến giáp bao vây lấy, cũng không về phần thụ thương. Mà mấy người bò người lên về sau, từng cái sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Muốn rời khỏi, xem ra so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn một chút. Dương 15 lan nhắc nhở ngài, xem hết nhớ kỹ cất giữ chương 342, mới khách nhân, tương lai Tony start. Ta nói qua, các người muốn cùng ta hoàng hồn thuẫn cục. Trước đó, các người nơi nào cũng không thể đi. Đẹp đội tay cầm tấm thuẫn, đại mã kim đao đi đến đến đây. Một mặt nghiêm nghị nhìn sang mấy vị chung cuộc người báo thù nhóm. Không khí hiện trường, bắt đầu trở nên có chút nghiêm túc. Mấy vị chung cuộc người báo thù đều ý thức được một sự thật. Trước mắt vị này ác ma trái cây năng lực giả đẹp đội thực sự là quá mạnh, mấy người bọn hắn muốn từ nó trong tay chạy trốn lời nói, sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bọn hắn nhưng lại không muốn cùng đối phương đau thật thương thật làm, dù sao kia là Captain America. Đương nhiên còn có một cái khác càng thêm nghiêm trọng sự thật chính là, bọn hắn coi như thật muốn đau thật thương thật làm, cũng chưa chắc làm qua người ta. Làm sao bây giờ đội trưởng? Bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy để chúng ta rời khỏi. Người kiến vẫn là ở vào con kiến trạng thái, tại tần số truyền tin bên trong trầm giọng đối chung cuộc đẹp đội hỏi. Không tiếc bất cứ giá nào. Chung cuộc đẹp đội trầm mặt thật lâu, mới từ trong miệng trùng điệp phun ra một câu nói như vậy tới. Không tiếc bất cứ giá nào. Chung cuộc Iron Man cũng giống như thế. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ trên mặt của đối phương nhìn thấy một vòng kiên định. Vũ trụ một nửa sinh linh có thể hay không phục sinh, liền tại bọn hắn lần này trong khi hành động. Trước khi tới, bọn hắn thế nhưng là có không tiếc bất cứ giá nào giác ngộ. Mặc dù bọn hắn không nghĩ đối một cái khác Captain America ra tay, nhưng nếu như nhất định phải như thế, bọn hắn cũng chỉ đành như thế không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn cầm tới bảo thạch cứu vớt mình vũ trụ một cái khác captain america cũng không được suy làm ra quyết định về sau chung cuộc ai ẩn mang liền lời vô ích gì đều không có song trưởng mảnh mà đối với đẹp đội duỗi ra hai đạo hừng hực vô cùng năng lượng cục sáng liền đối với đối phương bắn tới nhưng không hề nghi ngờ là không thể nào làm bị thương captain america chút nào đối phương lập tức đem trong tay mình tấm thuẫn quét ngang liền ngăn trở chung cuộc ai ẩn mang năng lượng xạ kích sưu sưu Cùng lúc đó, Trung cuộc Iron Man cũng hướng về Captain America bắn ra mấy phát đạn đạo tới. Chân chân chính chính đạn đạo. Cạch soạt. Captain America một bên ngăn cản Trung cuộc Iron Man năng lượng xạ kích, một bên vung vẩy lên nắm đấm đến, hướng về đạn đạo phóng tới phương hướng đánh tới. Lập tức đem mấy phát đạn đạo cho cản lại. Ầm ầm. mãnh liệt tiếng nổ vang lên, mấy phát đạn đạo ngay tại Captain America chung quanh nổ tung. Sưu. Trung cuộc đẹp đội thì là thừa dịp này trong tay tấm thuẫn hung hăng hướng về Captain America bắn tới. Đang. Chính giữa Captain America. Captain America lập tức liền bị bắn lật trên mặt đất. Nhưng sau một khắc Captain America liền một cái cá chép xoay người nhảy dựng lên, đối chung cuộc đẹp đội cùng chung cuộc Iron Man hai người phương hướng mảnh vung quyền. Cạch soạt. Một cổ cường đại chấn động sóng chập trùng mà ra, chung cuộc đẹp đội cùng chung cuộc Iron Man hai người đều bay ngược ra ngoài. Người kiến lúc này còn muốn tiếp tục lấy con kiến trạng thái đi đánh lén Captain America, nhưng rất đáng tiếc, Sam Wilson cũng sớm đã nhìn chầm chầm người kiến. Phần phật. Đối phương một cái mảnh tự thoát ra, cánh mảnh khẽ huy động, người kiến lập tức liền bị thổi bay. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Sau đó. Đôi bên cứ như vậy triển khai một phen kịch liệt vô cùng đại chiến tới. Sam Wilson trên cơ bản chính là đề phòng người kiến quấy rối, vì Captain America lượt trận mà Captain America một người nhẹ nhõm đối phó chung cuộc đẹp đội cộng thêm chung cuộc Iron Man liên thủ. Tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào dằn co bên trong. Captain America mặc dù có quả chấn động năng lực, nhưng chung cuộc Iron Man nano chiến giáp cũng không phải đóng. Lại thêm có thể phi hành loại này cao tính cơ động, đồng thời phối hợp với chung cuộc đẹp đội, trong thời gian ngắn đổ cũng không đến nổi rơi vào hạ phong. Có thể nghĩ muốn lấy Captain America, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không có cách, quả chấn động quá nghịch thiên đánh từ xa người loại này treo cho dù đối với chung cuộc ai Man mang tới nói cũng là đầy đủ khó giải quyết nhưng mà càng thêm khó giải quyết còn tại đằng sau sưu đang chính trong lúc kịch chiến mọi người lập tức cảm thấy thấy hoa mắt sau đó liền thấy một người mặc màu đỏ chiến giáp người từ trên trời giáng xuống rơi đập tại hiện trường thình lình chính là ai Man. mang chung cuộc người báo thù cùng captain america một trận chiến này náo ra động tỉnh thế nhưng là không nhỏ đồng dạng kinh động ai Man. mang tại đặc biệt Lần này hỏng bếp, lần này thật hỏng bếp. Người kiến chỉ cảm thấy nhất cả trứng phải đều nhanh muốn bể nát. Một cái Captain America bọn hắn liền có chút đối phó không được, kết quả, hiện tại lại chạy đến một cái Iron Man. Đội trưởng, đáp ứng ta, quả chấn động cường đại như vậy trái cây, xin đừng nên dùng qua lúc thể dục thẩm mỹ đến liên lụy nó được không? Iron Man vẫn là như vậy ác miệng, mới mở miệng liền để người có một loại hành hung con hàng này xúc động. start, ngươi tới nơi này làm gì? Captain America sắc mặt lạnh lùng nhìn sang Iron Man. Hắn cùng vị này quan hệ thế nhưng là vẫn luôn chẳng ra sao cả. Ngượng ngùng ta không nhớ rõ ta là đội viên của ngươi, cho nên, ta làm cái gì giống như không cần hướng ngươi báo cáo. Iron Man không chút lưu tình đổi trở về. Đây là hành động của ta, ngươi đừng tới ảnh hưởng ta. Captain America nhíu mày. Không, ta vừa vặn là đang giúp ngươi. Không cần cảm ơn. Iron Man nói xong câu nói này liền không thèm để ý Captain America, mà là trực tiếp đi đến chung cuộc ai ẩn mang trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới cái này một cái khác mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vẻ tò mò. Trôi chảy tạo hình, khiêm tốn màu đỏ chót, thẩm mỹ cũng không tệ lắm. Nano khoa học kỹ thuật, rất không tệ kỹ thuật. Ngươi là một cái khoa học kỹ thuật thiên tài, cùng ta một cái cấp bậc, cái này rất ít gặp chỉ là có một chút ta nghĩ làm rõ ràng. Ngươi tại sao phải giả trang thành ta bộ dáng? Ai ẩn mang hai mắt nhìn thấy chung cuộc ai ẩn mang, có phần cảm thấy hứng thú mở miệng. Ta nguyên lai like thì ra là như vậy đức hạnh sao? Trung cuộc ai ẩn mang có chút nhã rảnh một câu sau đó mới tiến hành đáp lại đầu tiên làm sáng tỏ một điểm ta không có giả tra ngươi tiếp theo không muốn ý đồ hỏi ta vấn đề gì ta không có trả lời ngươi rất tốt ta cũng không có ý định làm như vậy ai ẩn mang tâm niệm vừa động trên người chiến giáp kkk tùy theo xuất hiện tương ứng biến hóa ta chỉ là dự định trước hung hăng đánh ngươi một trận cái khác sau này hãy nói sư lời còn chưa dứt ai ẩn mang liền hướng về chung cuộc ai ẩn mang bay tới đinh đinh đang đang hai cái cục sắt cứ như vậy đấu tại một chỗ dày đặc vô cùng tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên các tin america thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ mặc dù hắn bất mãn ai mang ra tới làm rối nhưng đối phương đã làm như vậy các tin america giờ phút này tự nhiên cũng là sẽ không đi ngăn cản ai mang hắn còn có một cái khác đẹp đội cần đối phó đâu lập tức đầu hàng đi ngươi không có lựa chọn nào khác các tin america đối chung cuộc đẹp đội nói ta có thể như thế đánh lên một ngày chung cuộc đẹp đội lại là thở hổn hển nói. Xảo, ta cũng vậy." Captain America rất tán thành gật gật đầu. Chương 343, bị tương lai Tony Stark cao độ xem trọng trái cây. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Đến từ hai cái thời không khác nhau khác biệt vũ trụ Captain America nhóm cứ như vậy hung hăng đụng vào nhau. va chạm kết quả tự nhiên là không hề nghi ngờ. Tại không có chung cuộc ai ừng mang trợ giúp dưới, chung cuộc đẹp đội làm sao có thể đánh thắng được Captain America? bị đối phương lợi dụng quả chấn động lực lượng, dễ như trở bàn tay liền đánh ngã trên mặt đất. Ở đây liền không thể không nói quả chấn động đối chung cuộc đẹp đội tác dụng khắc chế. Không sai. Chung cuộc đẹp đội trong tay tấm thuẫn chính xác là lợi dụng hút âm thép chế tạo, có thể ở một mức độ nào đó hấp thu động năng. Nhưng chấn động sóng phạm vi lớn như thế công kích, trực tiếp liền để đẹp đội tấm thuẫn thành bài trí. Căn bản không được cái tác dụng gì. Cạch soạt. Oanh. Theo Captain America cuối cùng một quyền vung ra, khổng lồ chấn động sóng sắp hết cuộc đẹp đội người lập tức liền cho lật tung trên mặt đất. Tác dụng tại chung cuộc đẹp đội toàn thân. Chung cuộc đẹp đội tại một lần lại một lần thụ thương điệp ra phía dưới, cuối cùng không có thể làm đến nó có thể đánh một ngày lời nói hùng hồn. Cả người giống như là bùn nhão một loại sụi lơ trên mặt đất dậy không nổi. Chẳng qua chung cuộc đẹp đội không có chú ý tới chính là, một thẳng đều thiếp thân mang theo một khối đồng hồ bỏ túi, cũng trong chiến đấu rơi xuống trên mặt đất. Đây là Captain America một chút liền chú ý tới kia một khối đồng hồ bỏ túi bởi vì kia đồng hồ bỏ túi là như thế nhìn quen mắt nếu như không có lầm đẹp đội mình liền có một khối mà lại kia đồng hồ bỏ túi là tới từ nhị chiến lão ngoan đồng cũng không phải là hiện đại cái niên đại này khắp nơi có thể thấy được kiểu dáng theo đạo lý tới nói người bình thường là sẽ không có được loại này đồng hồ bỏ túi trước mắt cái này giả trang mình gia hỏa thế mà cũng có dạng này biểu mang theo loại nghi ngờ này các tin america liền nhặt lên khối kia đồng hồ bỏ túi mở ra xem sắc mặt lập tức biến đổi khi đồng hồ bỏ túi bên trong, thế mà cũng dán một tấm bội cắt các, các tơ ảnh chụp. Mà lại, cùng mình dán tấm hình kia giống nhau như đúc. Đây là cái gì? Ngươi nơi nào đến vật này? Captain America đi đến chung cuộc đẹp đội trước mặt, hai mắt cắt gao nhìn chầm chầm đối phương hỏi. Mà tại hai cái Captain America chiến đấu lúc kết thúc, hai cái Iron Man chiến đấu vừa mới bắt đầu. Sưu sưu sưu. Sưu sưu sưu. Hai cái cục sắt tại không trung hóa thành hai đạo vệt sáng, lẫn nhau truy đuổi không thôi lập tức liền cướp đã qua hơn nửa tòa thành thị. Trung cuộc Ai ẩn mang tại phía trước phi hành, Ai ẩn mang bản tôn ở phía sau tiến hành truy kích. Giờ này khắc này, đôi bên cũng không có tiến hành cái gì lẫn nhau ở giữa xạ kích. Hai người đều là người tâm cao khí ngạo, cũng không biết là ai trước lên tâm tư này, tóm lại, hiện tại đôi bên đang tiến hành phương diện tốc độ đỏ sức. Thứ sáu, gia tốc, hất ra đằng sau tên kia. Trung cuộc Ai ẩn mang nhìn thấy mình dẫn trước 10 năm lâu như thế chiến giáp, thế mà cũng thoát không nổi đối phương 10 năm trước đời cũ, nơi nào chịu phục lập tức cho thứ sáu hạ đặt mệnh lệnh này kkk theo chung cuộc ai ẩn man câu nói này đối phương hai chân bên trên lập tức ngưng kết ra một cái to lớn máy phun tới suy chung cuộc ai ẩn man tốc độ bảo tố tăng lập tức liền đem sau lưng ai ẩn man bỏ xa thế mà còn có một chiêu này không thể không nói để ta đều có chút giật mình ai ẩn man trên mặt xác thực lộ ra vẻ kinh ngạc đôi bên truy đuổi cái này một hồi phía trước tên kia chiến giáp chỗ cường đại đã triển lộ không thể nghi ngờ khi tuyệt tuyệt đối đúng là dẫn trước thời đại này hơn mấy chục năm siêu cấp khoa học kỹ thuật liền xem như ai ẩn mang mình cũng không dám nói nhất định có thể hoàn toàn phục chế tới đối phương chiến giác có một ít kỹ thuật là ai ẩn mang đều không có nắm giữ đối với đối phương đến tột cùng là thân phận gì ai ẩn mang càng phát ra hiếu kỳ nhưng cũng chỉ là hơi có một chút giật mình hiện tại giật mình thời gian đã qua nên phản kích ai ẩn mang rất nhanh làm ra quyết định tới nó tâm niệm vừa động lập tức khống chế vũ khí trái cây năng lực hiện trường cải tạo mình chiến giáp. Sau đó, suy, tốc độ càng là bảo tố tăng, lập tức liền vượt qua chung cuộc Iron Man. Thứ sáu, chúng ta thua, không phải sao. Mặc dù cái này không phổ biến, nhưng không sai, lần này, ta nhìn chúng ta thua. Chung cuộc Iron Man trầm mặt một lát, rốt cuộc không thể không tiếp nhận dạng này một sự thật. Suy nghĩ thêm một chút hiện tại chiến giáp nguồn năng lượng tiêu hao phải không sai biệt lắm, cũng không thể như thế không có tiết chế lãng phí xuống dưới, chung cuộc Iron Man liền lựa chọn hạ xuống. Sư. Ai ẩn mang bản nhân cũng giống như thế. Hắn đập ầm ầm rơi vào chung cuộc ai ẩn mang đối diện, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá đối phương. Đã thấy tên kia, cùng mình giống nhau như đúc, nhưng lại thương già đi không ít. Cái này khiến ai ẩn mang càng phát ra có chút không hiểu. Giả trang mình cũng liền thôi, nhưng vì sao muốn giả trang một cái già nu mình đâu. Sơ, từ đối phương chiến giáp bên trong, ta kiểm tra đo lường đến mặt khác một cái trí tuệ nhân tạo. Trí năng trình độ không dưới ta, không, hẳn là so ta còn tân tiến hơn. Gavit phát tới nhắc nhở. Ai ẩn mang mặt ngoài trầm mặt, nhưng trong lòng thì miễn không được giật mình. Gavit kỹ thuật thế giới nhất lưu, toàn bộ thế giới phần độc nhất, là vượt xa khỏi thời đại này khoa học kỹ thuật. Đối diện tên kia lại có thể siêu việt Gavit. Lại cân nhắc đến đối phương kia đồng dạng siêu việt thời đại chiến giáp, ai ẩn mang càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi đến cùng là ai. Ai ẩn mang hai mắt cắt gao nhìn qua đối phương, trầm giọng nói nói, nếu như ngươi bây giờ liền cho thấy thân phận của ngươi, ta có lẽ có thể suy xét không đem ngươi giao cho Sư đờ ngươi muốn biết thân phận của ta vậy liền đánh thắng ta lại nói chung cuộc ai ẩn mang lời còn chưa dứt sưu 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 mấy phát đạn đạo liền đối ai ẩn mang bắn tới đạn đạo đã cũ trích ai ẩn mang nhếch miệng cười cười tâm niệm vừa động chiến giáp bên trên trong lúc đó nổ bắn ra một phát cùng loại điện từ mạch xung một loại năng lượng pháo tới oanh sóng xung kích lóe lên tại chung cuộc ai ẩn mang gửi tới đạn đạo bên trên quét qua tất cả đạn đạo đều rơi xuống trên mặt đất, triệt để bị phế sạch. Chung cuộc, ai ẩn mang sắc mặt hơi đổi. hắn lập tức khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay đối ai ẩn mang bắn ra một đạo hừng hực vô cùng năng lượng trụ tới. Không sai công kích, nhưng có thế hao tổn quá lớn, phản ứng của người chồng có thể chống đỡ bao lâu tiêu hao như thế? Ai ẩn mang thuận miệng phê bình, trên thân trong lúc đó toát ra một loạt họng pháo tới. Mỗi một cái họng pháo đều hướng về Chung cuộc, ai ẩn mang bắn ra năng lượng như vậy trụ tới. Cái này nhất định là đang nói đùa chung cuộc ai ẩn mang bị mạnh mẽ kích động đến công kích như vậy hắn làm sao có thể vừa qua được thế là lập tức lật tay một cái nano chiến giáp tại trước người mình ngưng kết ra một khối tấm thuẫn tới mới xem như ngăn trở ai ẩn mang đa trọng năng lượng trụ sưu 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 nhưng lúc này ai ẩn mang lại là lần nữa bắn ra mấy phát đạn đạo tới chung cuộc ai ẩn mang mặt liền hơi đen một chút loại này cường độ cao tác chiến năng lượng của hắn nguyên thật chèo chống không được bao lâu a à. nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào chỉ có thể cắn răng bắn ra một chút quấy nhiễu đạn. Đem Iron Man mang đạn đạo chặn đường tại bên ngoài. Chương 344, tương lai start rung động, nham tương trái cây quá nghịch thiên. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Hai cái Iron Man ở giữa chiến đấu, nhưng so sánh hai cái Captain America ở giữa chiến đấu muốn kịch liệt được nhiều được nhiều. Từ vừa mới bắt đầu mãnh liệt bạo tạc trên cơ bản liền không ngừng quá. Phương viên mấy cây số địa phương gần như đều biến thành một vùng phế tích. Cũng may hai người đều là tương đối có giác ngộ người lựa chọn địa điểm chiến đấu là loại kia hoang vắng không người đất hoang. Bằng không mà nói, tạo thành phá hư bất kỳ một cái nào thành thị đều không chịu nổi. Mà tại đôi bên đối banh sau một khoảng thời gian. Ok, xem ra bản lãnh của ngươi cũng chỉ có thế. Chẳng qua không nên nản chí, cho dù là lấy tiêu chuẩn của ta tới nói, ngươi cũng là làm được rất không tệ. Chỉ là so với ta tới nói, ngươi còn cần càng thêm cố gắng một chút. Ai ẩn mang dùng một loại khen ngợi cùng khẳng định ánh mắt, đối chung cuộc ai ẩn mang nhẹ gật đầu tựa như một cái trưởng bối, tại khẳng định vãn bối của mình. Chung cuộc ai ẩn mang. Nguyên lai like mình lúc còn trẻ, như thế muốn ăn đòn sao? Coi như kia là một cái khác mình, ai ẩn mang đều muốn đi lên đem nó hành hung một trận. Chỉ có điều, đánh chẳng qua chỉ là. Đây chính là vũ khí trái cây sao? Thật làm cho người mở rộng tầm mắt. Chung cuộc ai ẩn mang chỉ là ung dung cảm thán một câu. Hắn đến từ 10 năm sau, nano chiến giáp là vượt xa khỏi thời đại này sản phẩm, kết quả từ vừa mới bắt đầu liền các mặt bị 10 năm trước mình nghiền ép. Chung cuộc Iron Man đều không thể không phục. Không sai, cái này đích xác là vũ khí trái cây, nhưng có một chút ta nghĩ ngươi khẳng định cũng biết, cũng không phải là mỗi người đều có thể đem vũ khí trái cây khai phát đến ta loại trình độ này, đúng không? Iron Man giang tay ra, gọi là một cái hăng hái. Điểm này, ta đích xác tin tưởng. Chung cuộc Iron Man nhẹ gật đầu. Mặc dù đối ác ma trái cây hiểu cực kỳ có hạn, không biết muốn thế nào khai phát vật này nhưng chỉ bằng chính mình thông minh tài trí, sao người khác làm được tốt hơn là không hề nghi ngờ. Nghĩ không ra người như ngươi cũng sẽ lấy lòng người khác, ta lúc đầu cho là ngươi giống như ta đâu, có điều, được rồi, cái này không trọng yếu, vẫn là để ta nhanh lên kết thúc đây hết thảy đi. Ai ẩn mang khoát tay áo, tâm niệm vừa động, sắt thép chiến giáp bên trên liền tự động ngưng kết ra một cái phát xạ họng pháo tới. Đối diện chung cuộc ai ẩn mang thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn không biết tiếp xuống kia một cái khác mình đến tục cùng sẽ phát xạ cái dạng gì vũ khí tại đôi bên giao chiến cái này cả trong cả quá trình, chung cuộc ai ẩn mang coi như lại tâm cao khí ngạo cũng bị một cái khác mình làm cho tâm phục khẩu phục. đối phương đủ loại tràn ngập tư tưởng kỳ diệu cùng thần kỳ tác dụng vũ khí, thế nhưng là để chung cuộc ai ẩn mang chịu nhiều đau khổ. những vũ khí kia từ khoa học bên trên thậm chí đều không thể thực hiện, liền càng không nói đến là tiến hành chặn đường cùng phòng ngự. ầm, uhm. sau một khắc, ai ẩn mang chiến giáp hỏng pháo chỗ bắn ra một phát điện từ mạch trùng ba tới khi điện từ mạch trùng ba bá một cái tử tại chung cuộc ai ẩn mang trên thân lóe lên chung cuộc ai ẩn mang liền nhất cả trứng vô cùng phát hiện mình sắt thép chiến giáp lập tức liền mất linh liền thứ sáu cũng đều bị ép hạ tuyến triệt triệt để để cái này một đợt chung cuộc ai ẩn mang có thể nói là bị bại triệt triệt để để cả cái gì lật bàn cơ hội đều không có kẹt 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 một trận tiến thắng xe vang lên lại là hai chiếc siêu đờ đặc công xe ở chung quanh ngừng lại sưu một cái bóng chợt lóe lên mắt ưng bát tân thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào ai ẩn mang bên người các người siêu đơ thật đúng là chỗ nào cũng có a à. ai ẩn mang nhìn sang mắt ưng bát tân không chút lưu tình mở miệng mỉa mai start cảm tạ sự trợ giúp của ngươi chẳng qua tiếp xuống liền không phiền phức chúng ta tiếp quản mắt ưng bát tân một mặt nghiêm nghị đối ai ẩn mang mở miệng nói ra không bát tân có một chút ngươi cần phải hiểu rõ ta cũng không phải là những cái kia có thể tùy ý đuổi người ai ẩn mang lại là chém đinh chặt sắt lắc đầu những người khác ta mặc kệ nhưng người này ta cảm thấy rất hứng thú. Start, xin nhờ, ngươi muốn cầm hắn làm sao bây giờ? tự mình thẩm vấn. Ngươi không phải là người như thế, mà lại, ngươi cũng không làm được chuyện như vậy. cho nên chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho chúng ta những cái này người chuyên nghiệp đi làm đi. Ai ẩn mang rơi vào trầm tư. Mắt ưng bát tân thật đúng là nói đến điểm mấu chốt bên trên. thẩm vấn người khác cái gì thật sự là hắn không thông thạo. nếu như người này chính là quyết tâm ngậm miệng không nói, hắn thật đúng là không có một chút xíu biện pháp coi như như thế đem người giao cho Silder, ai ẩn mang cũng là không yên lòng hắn quá rõ ràng những tin tình báo kia cơ cấu nước tiểu tính đối phương sợ là coi trọng cái kia lão niên bản mình kỹ thuật ai ẩn mang là không nguyện ý để dạng này kỹ thuật rơi vào Silder chi thủ stark không nên đem ta giao cho Silder, ta sẽ đem hết thảy nói cho ngươi mà lúc này chung cuộc ai ẩn mang một mặt nghiêm nghị đối ai ẩn mang mở miệng so với Silder mà nói hắn tự nhiên là càng thêm tin tưởng kia một cái khác chính mình stark không có ý tứ bắt tân để các ngươi một chuyến tay không? Ai ẩn mang trực tiếp đánh gãy mắt ưng phát tân. Sau đó liền hoàn toàn không để ý tới đối phương, một phát bắt được chung cuộc ai ẩn mang. Về một cái tử hóa thành một luồng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết vì cái gì, hắn đối kia một tên gia hỏa khác hoàn toàn không biết gì, lại tựa như có thể đọc hiểu đối phương nội tâm. Hắn biết, đối phương không có lừa gạt mình. Trưởng quan, chúng ta gặp phải một vấn đề. Mắt ưng phát tân cũng không có ngăn cản ai ẩn mang, hắn biết kia hoàn toàn là tại làm chuyện vô ích chỉ là tùy ý đối phương mang theo chung cuộc ai ẩn mang rời đi, sau đó đem vấn đề này hồi báo cho Nick Fury. Stark cưỡng ép mang đi người kia, ta nghĩ, cái này cần dùng trưởng quan ngươi tự mình ra mặt. Ta biết, thu đội đi bắt tân. Nick Fury cũng biết chuyện này không phải bắt tân sai, cũng không trách tội bắt tân. Dù sao hiện tại kia một cái khác Captain America, cùng cái kia có thế biến lớn thu nhỏ gia hỏa đã được đưa tới Shielder, Nick Fury dự định trước thẩm vấn một chút hai người kia. Tony Stark bên kia, chỉ có thể từ từ sẽ đến đều đã chuẩn bị kỹ càng. Vừa mới cúp điện thoại, bội các Carter tơ liền đi tới Nick trước mặt. Ok. Nick liền nhẹ gật đầu, vậy liền để chúng ta đi gặp gặp một lần kia một cái khác Steve đi. Ta tin tưởng ngươi giống như ta hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là ai? Ta đích xác rất hiếu kỳ, ta cùng Steve xem xét hắn tấm thuẫn, khi thế mà không phải bàn chế phẩm hoặc là tên giả mạo, thế mà cũng là hút âm thép chế tạo. Còn có hắn một chút vật phẩm tùy thân. Chẳng qua càng mấu chốt chính là, hắn thế mà không có mang mặt nạ, nhân viên kỹ thuật sơ bộ xác định hắn cũng không có trải qua chỉnh dung. Nếu như không phải Steve liền đứng ở bên cạnh ta, ta thậm chí đều coi là kia thật là Steve. Bội các các tơ đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đương nhiên, đồng thời còn có thật sâu nghi hoặc cùng không hiểu. Dương 15 lan nhắc nhở ngài, xem hết nhớ kỹ cất giữ. Chương 345, ăn nó một mình ngươi liền có thể đơn đấu diệt bá đại quân. Đi vào dự thẩm bên ngoài, Captain America cũng sớm đã đứng chờ ở cửa làm delivery cùng bội các tơ hai người xuất hiện thời điểm, Captain America chính thông qua đơn hướng pha lê đánh giá kia một cái khác chính mình. Cái này không nhìn không sao, càng xem càng mờ mịt. Bởi vì kia một tên gia hỏa khác, cùng mình thật hoàn toàn chính là giống nhau như đúc. Liền một chút vô ý thức thói quen, động tác cũng đều không có bất kỳ cái gì phân biệt. Liền xem như Captain America bản nhân, đều nhìn không ra sơ hở gì tới. Tên kia hoàn toàn giống như là mình đang soi gương. Roger Bội cắt cắt tơ đi đến Captain America bên người. Bội các Captain America đối bội cắt cắt tơ nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng mắt nhìn Nick Fury một chút, lại là không nói thêm gì. Nơi này liền giao cho ngươi. Đối bội cắt cắt tơ giao phó xong một câu nói kia về sau, Captain America liền rời đi. Hắn hiện tại đã không phải là siêu đơ người, siêu đơ tiếp xuống một chút động tác, hoàn toàn chính xác không thích hợp hắn tham dự vào. Chẳng qua có bội cắt ở đây, Captain America cũng là yên tâm. Giao cho ta liền tốt bội các cát tơ cũng đối đẹp đội nhẹ gật đầu, đẹp đội liền trực tiếp rời đi. Sau đó bội các cát tơ lại cùng Nick Fury trao đổi một ánh mắt, liền không có cái gì nói nhảm, trực tiếp đẩy cửa vào, đi vào chung cuộc đẹp đội trước mặt. Bội các Chung cuộc đẹp đội ngẩng đầu một cái, ánh mắt rơi xuống tư thế hiên ngang bội các cát tơ trên thân, cả người nhất thời liền sửng sốt. Bội cắt. Tại trong vũ trụ này bội các còn sống. Chung cuộc đẹp đội hai mắt cứ như vậy trừng to lớn, cắt gao nhìn chầm chầm bội các cát tơ. Trong lúc nhất thời có chút thất thần đây chính là hắn nhớ thương thân ảnh a. Chung cuộc đẹp đội đời này tiếc núi lớn nhất, chính là lúc trước hắn bỏ lỡ cái kia hẹn hò. Hắn nằm mộng cũng nhớ lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt này. Nhưng chung cuộc đẹp đội vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại tại cái này một cái trong vũ trụ, thật lại một lần nhìn thấy khuôn mặt này. Mà chung cuộc đẹp đội cái này mới mở miệng, cũng lập tức cho đối diện bội các các tơ một loại ảo giác. Steve. Gia hỏa này thật là Steve. Còn có đối phương nhìn mình cái ánh mắt kia, tràn ngập kích động, chấn kinh, còn có khó tả tưởng niệm. Dị thường phức tạp. Nhưng những vẻ mặt kia cũng không giống như là Trang. Cho nên gia hỏa này đến cùng là ai? Như vậy. Trong lòng hiện lên những cái kia suy nghĩ, bội các các tơ liền thoải mái tại chung cuộc đẹp đội trước mặt ngồi xuống, xem ra ta không dùng làm tự giới thiệu, đúng không? Chung cuộc đẹp đội giờ phút này cũng rất nhanh hồi phục thần trí, hắn như củ trực câu câu nhìn chầm chầm bội các các tơ. Mang trên mặt một tia mê hồ, không, cái này không thích hợp, ngươi không phải bội cát bội cát không có khả năng còn trẻ như vậy coi như lúc này bội cát cát tơ không chết cũng là một cái gần trăm tuổi cao tuổi lão nhân mặc dù nữ sĩ đều để ý đàm luận tuổi của mình nhưng bây giờ tất cả mọi người đã biết ta khởi tử hoàng sinh cho nên ta cũng không sợ nói cho ngươi ta gần như một trăm tuổi cùng captain america đồng dạng ý của ta là chân chính captain america chung cuộc đẹp đội cả người trực tiếp mộng bội cát ta không hiểu ngươi nói ngươi khởi tử hoàng sinh là có ý gì Ác ma trái cây để ta quay về trẻ tuổi, đây là mỗi người đều biết sự tình, ta nghĩ ngươi không có khả năng không biết a. À. Bội cắt cắt tơ giang tay ra. Đối diện chung cuộc đẹp đội rất là rung động. Ác ma trái cây liền để người quay về trẻ tuổi chuyện như vậy đều có thể làm được sao? Cái này cũng quá khó mà tin nổi đi. Tốt, chúng ta tới nói chuyện ngươi đi, ngươi rốt cuộc là ai? Bội cắt cắt tơ thanh âm tiếp tục vang lên. Nàng lúc này hai mắt cắt cao nhìn chầm chầm chung cuộc đẹp đội, trầm giọng mở miệng. Coi như ta nói, ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Chung cuộc đẹp đội lắc đầu. Ngươi ta cũng không biết điểm này, không phải sao. Bội cắt các, các tơ giang tay ra, tin tưởng ta, New York vừa mới trải qua hai lần người ngoài hành tinh xâm lấn, còn có cái gì không thể tin tưởng. Hai lần ngoài hành tinh xâm lấn. Chung cuộc đẹp đội bị nói đến sững sờ. Ở đâu ra hai lần? New York chi chiến không phải địa cầu lần thứ nhất đứng trước ngoài hành tinh xâm lấn chiến sao? Cái vũ trụ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta là Steve Rogers chẳng qua tại một phen trầm tư về sau, chung cuộc đẹp đội vẫn là đối bội các các tơ nói ra tình hình thực tế tới. Quả thật. Một lúc bắt đầu, chung cuộc đẹp đội là dự định cùng mấy vị chung cuộc người báo thù nhóm trong bóng tối vụn trộn kiếm chuyện. Nhưng bây giờ đã bị bắt, chung cuộc đẹp đội còn có thế có biện pháp nào? Chỉ có thể nói ra tình hình thực tế, khẩn cầu siêu đơ hỗ trợ. Ngươi hẳn phải biết, đem ngươi bắt tới nơi này chính là Steve Roger A. Bội các các tơ nhíu mày. Ta biết, nhưng ta cũng là Steve Roger. Nói đến đây, chung cuộc đẹp đội dừng một chút, bổ sung một câu, từ tương lai xuyên qua thời gian mà đến Steve Roger. Bội các cắt tơ. Nàng có chút muốn thu hồi mình trước đó nói lời. Coi như bội các cắt tơ dạng này một cái đối phó quá đỏ khô lâu, trải qua phản lão hoàng đồng, lại có một cái sống 100 tuổi bạn trai người, cũng là căn bản là không có cách tin tưởng cái gì thời gian xuyên qua chuyện ma quỷ. Từ tương lai đến. Hắn thế mà là từ tương lai xuyên qua mà đến Steve Roger. Nhưng khi đứng ở bên ngoài đơn hướng pha lê trước Nick Ferry giờ phút này cả người lại là lâm vào ngốc trệ. Lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Bội các các tơ không có cách nào phân biệt chung cuộc đẹp đội nói thật hay giả, nhưng Nick Fury lại thông qua trừng trừng trái cây lực lượng, xem xét đến chung cuộc đẹp đội nội tâm. Hắn biết, chung cuộc đẹp đội nói là thật. Truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong xuyên qua thời gian loại này kéo đạm đến cực điểm sự tình, thế mà thật phát sinh. Liền xem như Nick Fury cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Chẳng qua tiếp xuống. Nick Fury sắc mặt liền trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tương lai Captain America thế mà dự định bí mật xâm lấn siêu đơ căn cứ, cái này bất luận nhìn thế nào cũng không thể là chuyện nhỏ. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, sẽ để cho tương lai đẹp đội, ai ẩn mang không tiếc xuyên qua thời gian trở về, cũng phải đối siêu đơ xuống tay đâu. Ngươi nói ngươi là từ tương lai đến, như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì, để ngươi xuyên qua đến chúng ta nơi này đâu. Bội các cắt tơ cũng hướng chung cuộc đẹp đội hỏi ra một vấn đề như vậy tới chung cuộc đẹp đội đã hướng bội các các tơ thẳng thắng thân phận của mình, như vậy những chuyện khác tự nhiên cũng là không có ý định giấu giếm. Thế là liền đem diệt bá âm mưu, còn có địa cầu thất bại, cùng chui qua lại cầm bảo thạch kế hoạch các loại. Tất cả đều một năm một mười nói cho bội các cắt tơ. Bộ các tơ. Bội các các tơ ngược lại cũng dễ nói, bởi vì nàng không cách nào xác định thật giả. Mà lại đánh cái búng tay liền biến mất vũ trụ một nửa sinh linh cái gì cũng quá kéo đạm đi. Nhưng đứng ở bên ngoài Nick Fury, cả người lại là thật giống như bị lôi tích. Diệt bá tên điên kia không chỉ giết chết địa cầu một nửa nhân khẩu, càng thêm giết chết toàn cái vũ trụ một nửa sinh linh sao. Cái này mẹ nói đến cùng là cái gì nghịch thiên đại thần. Chương 346, trứng mặn đem song song vũ trụ đẹp đội giao cho ta đi. Nếu như ngươi dám đùa ta, ta có thể phát thệ, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm. Tony Stark hai mắt ngơ ngác nhìn chầm chầm Simon bá luôn mấy giây, mới từ trong hàm răng quát ra một câu nói như vậy tới. Stark, ta biết ta đang làm những gì, cho nên chúng ta tiếp tục trong xe đàm, vẫn là đổi chỗ khác. Simon bá luôn đối Tony Stark giang tay ra, trên mặt lộ ra hăng hái thần sắc tới. Kẹt kẹt. Tony Stark không nói gì, chỉ là tê dại lựu phát động xe. Một đường hỏa hoa mang sấm sét, đem New York thành thị con đường xem như mình hậu hoa viên, thỏa thích siêu tốc cùng vượt đèn đỏ. Tony Stark cứ như vậy dạng cùng chảnh khóc huyễn, dùng tốc độ nhanh nhất, mang theo Simon bá luôn đi vào mình ma bi hào trạch bên trong. Bởi vì, cái này trong khu nhà cao cấp có được trên thế giới cực kỳ an toàn an phòng hệ thống. Tony Stark không ngốc, biết nếu như mình phụ mẫu tử vong nếu quả thật có khác kỳ quặc như vậy phía sau sợ rằng sẽ liên lụy ra một cái kinh thiên nội tình đến nhất định liên lụy trọng đại giữ bí mật tự nhiên là không hề nghi ngờ cần suy xét qua a à, ta nhưng chưa từng có nghĩ đến một ngày kia lại bị Stark mời được trong nhà hắn cái này nhưng đầy đủ ta nói khoát cả một đời Simon bá luôn đánh giá Tony Stark cung điện kia một loại hào trạch nhịn không được cảm thán ra tiến tới có thế có tư cách đi vào Tony Stark trong nhà phóng tầm mắt toàn bộ New York lại có mấy người có dạng này vinh hạnh đặc biệt đâu. Tốt, ngươi không phải khách nhân của ta, ta mang ngươi đến vẹn vẹn chỉ là bởi vì nơi này là ta có khả năng nghĩ tới xếp hạng thứ nhất dùng để đàm luận trọng đại địa phương bí ẩn, ta không có thời gian, càng thêm không có tâm tình cùng ngươi lãng phí, chúng ta thẳng vào chính đề đi. Tony Stark trực tiếp đánh gãy Simon Bá Luân, không khách khí chút nào đối đối phương mở miệng, nói ra ngươi biết. Đương nhiên, đương nhiên, đây chính là ta mục đích, chẳng qua trước đó, ta cảm thấy vẫn là trước nói một chút giá cả tương đối tốt. Simon bá luân biết mình cầm chắc lấy tony Stark bình thản mở miệng ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền tony Stark không hề lo lắng nói hắn cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền tiền đối với hắn tới nói chẳng qua là một chuỗi số lượng thôi một tỷ Simon bá luân thăm dò tính đối tony Stark báo lên giá mặc dù hắn biết tony Stark giá trị bản thân vượt xa những cái này nhưng tony Stark cũng không phải oan đại đầu không thể nào để cho hắn đầy trời báo giá thành giao Tony Stark lại là con mắt đều không nháy mắt một chút địa đạo. Simon Bá Luân lập tức liền có chút hối hận, sớm biết, mình liền nhiều báo một điểm. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tony Stark thanh âm vang lên, hắn ở một bên thúc giục Simon Bá Luân. Simon Bá Luân hít sâu một hơi, liền đối Tony Stark nói ra tình hình thực tế đến, tốt a, à, cha mẹ của ngươi kỳ thật không phải ra xe chết, mà là lọc vào ám sát. Ai ám sát, đối phương lại vì cái gì ám sát? Tony Stark mặt không thay đổi hỏi. Cửu đầu xà ám sát hắn mục đích là từ ngươi trong tay phụ thân cướp đi siêu cấp huyết thanh. Simon bá luôn đối đáp trôi chảy. Cho ta một cái tin tưởng ngươi lý do. Tony Stark như củ lạnh như băng nói, Stark, mọi người đều biết ngươi là vũ khí trái cây năng lực giả, nhưng kỳ thật, ta cũng là một cái năng lực giả. Simon bá luôn bắt đầu giới thiệu sự tình từ đầu đến cuối đến, ta là ký ức trái cây năng lực giả, có thể đọc đến, bệnh cùng sửa chữa người khác ký ức, tại thu hoạch được loại năng lực này về sau, ta liền trở thành một ký ức phẫu thuật chuyên gia, chuyên môn vì người khác điên tập ký ức nửa tháng trước ta tiếp vào một cái hộ khách cái kia hộ khách yêu cầu ta vì một cái người điên tập tương ứng ký ức kết quả ngươi liền từ người kia trong trí nhớ nhìn thấy cha mẹ ta tử vong chân tướng tony stark tiếp nhận simon bá luân không sai simon bá luân trọng trọng gật đầu hắn cũng biết nói miệng không bằng chứng thế là chủ động đề nghị ta hiện tại liền có thể đem kia một bộ phận ký ức giao cho ngươi ngươi muốn làm sao giao cho ta ta có thể đem kia đoạn ký ức cấy ghép đầu óc của ngươi. Ngươi nói ngươi năng lực là biên tập ký ức, ta làm sao biết ngươi có thể hay không thừa cơ đối đầu óc của ta động tay chân. Tony Stark lại là nhìn không được nở nụ cười lạnh. Hoặc là, ta đã đem kia đoạn ký ức mưu đồ hòa hình thức bảo tồn lại. Simon bá luôn chuyện lập tức nhất chuyển, sau đó liền nhanh chóng xuất ra một bản manga đến, giao cho Tony Stark. Tony Stark cầm qua manga đến cẩn thận mở ra, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Bởi vì phía trên kia đem hao út Stark vợ chồng làm sao bị giết chết, bị ai giết chết, nó toàn bộ quá trình, từ đầu chí cuối, không rõ chi tiết đều thể hiện ra. Thậm chí liền hung thủ mặt, cũng đều họa phải phi thường minh xác hòa thanh tích. Liền tự như, manga tác giả lúc ấy ngay tại hiện trường, hoặc là chính như Simon bá luôn mình nói tới như vậy, thật nhìn thấy tương quan ký ức. Tên hung thủ này là ai? Tony Stark từ chối cho ý kiến, chỉ vào manga bên trên hung thủ hỏi. Tên kia chẳng biết tại sao, nhìn xem có chút quen mắt. Nói ra ngươi khẳng định không thể tin được, hắn là gào thét đột kích đội Bucky banner, captain america hảo huynh đệ. simon bá luôn lại sẽ inter sô đi thân phận đối tony stark giải thích một lần. cho nên, ngươi là tại nói cho ta, là captain america hảo huynh đệ ra tay giết chết cha mẹ của ta. bởi vì hảo huynh đệ của hắn rơi xuống vách núi về sau không chết, bị cửu đầu xà cải tạo thành một cái lãnh khốc vô tình của máy giết người. mà lại, cái này đệ nhị thế chiến đợi người, hiện tại còn sống. ngươi biết đây hết thảy nghe là đến cỡ nào hoang đường sao? tony Stark thanh âm trầm thấp sắc mặt nghiêm túc ta đương nhiên biết simon bá luân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cũng tương tự có đạo lý riêng của nó nhưng ta nếu như muốn lừa gạt ngươi lời nói ta sẽ lập ra hoang đường như vậy buồn cười cố sự sao stark ngươi có năng lượng khổng lồ ngươi có thể vận dụng ngươi tài nguyên đi điều tra ngươi liền biết ta nói chính là thật simon bá luân rời đi về sau tony Stark rơi vào trong trầm mặc bởi vì từ logic đi lên giảng simon bá luân nói dối khả năng hoàn toàn chính xác không lớn dùng như thế ngây thơ buồn cười cố sự liền nghĩ lừa gạt đến hắn Tony Stark, lại người không có đầu óc đều không sẽ làm như vậy. Chẳng qua vô luận như thế nào, loại chuyện này không tự mình điều tra xác nhận, Tony Stark cũng là sẽ không dễ tin. Mà Tony Stark cái thứ nhất điều tra, chính là Simon bá luôn thân phận. Sơ, thật sự là hắn là ký ức trái cây năng lực giả, thân phận không có vấn đề. Rất nhanh, tri kỷ đại quản gia Gavit thanh âm vang lên, hắn ngay lập tức đạt được kết luận. Gavit, xâm lấn siêu đơ hệ thống, nhìn xem có thể hay không tra được cái gì. Tony Stark ngay sau đó, lần nữa đối ra viết ra lệnh. Dương 15 Lan nhắc nhở ngài, xem hết nhớ kỹ cất giữ. Chương 347, tương lai đẹp đội, ta cũng có thể mua trái ác quỷ. Hóa ra là La Hạ cửa hàng trưởng. Chung cuộc Stark cũng đứng lên đến, trực câu câu nhìn qua La Hạ, có điều, ngươi biết thân phận của ta. Ngươi biết lai lịch của ta. Đây chính là ta xuất hiện ở đây nguyên nhân. La Hạ giang tay ra, thừa nhận điểm này. Ngươi nghe trộm hai chúng ta nói chuyện. Chung cuộc start một phen suy nghĩ về sau, cho ra dạng này một cái kết luận tới. Không phải hắn thực sự không hiểu, vì sao chính mình mới vừa mới đối một cái khác mình thổ lộ ra tình hình thực tế, cái này la hạ cửa hàng trưởng liền xông ra. Đương nhiên, chung cuộc start nơi này chỉ nghe trộm cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa cái chủng loại kia nghe trộm. Dù sao hai người bọn họ ai mang hai cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, bình thường phương thức nghe trộm gần như chính là trò đùa chung cuộc ai ẩn mang cho rằng là cái này mang đến ác ma trái cây gia hỏa lợi dụng một loại nào đó ác ma trái cây siêu năng lực hoàn thành nghe trộm ha ha la hạ liền nhịn không được bật cười trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú Stark số 2, từ logic đi lên giảng suy đoán của ngươi không có vấn đề nhưng đứng tại góc độ của ta ngươi logic còn chưa đủ nghiêm cẩn tony Stark lúc này mở miệng bởi vì ngươi không biết la hạ cửa hàng trưởng là ai nếu như ngươi biết cái này một chút ngươi liền không sẽ cho là như vậy La hạ cửa hàng trưởng là ai rồi? Cái kia đáng sợ đến tùy tiện phá hủy một cái căn cứ không quân thực lực cũng không cần nói, chỉ nhìn liền thần vương Odin Nhi Tử cũng đều là la hạ cửa hàng trưởng hộ khách điểm này, liền biết cái này là thế nào một cái đại thần. Loại nhân vật này, sẽ nghe trộn. Đừng nói giỡn. Đầu tiên, vì cái gì ta là số 2 mà không phải số 1. Tốt A, à, suy xét đến đây là ngươi vũ trụ, cho nên, ta tiếp nhận số 2 điểm này. Tiếp theo, mặc dù ta không hiểu rõ la hạ cửa hàng trưởng, nhưng ta hiểu rõ số một ngươi, đã ngươi đều nói như vậy, như vậy, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Trung cuộc sát trải qua một phen tỉnh táo phân tích về sau, liền bỏ đi rơi đối La Hạ hoài nghi. Như vậy La Hạ cửa hàng trưởng, ngươi vừa rồi nói, ngươi là vì ta mà đến. Chung cuộc sát ngay sau đó liền đem ánh mắt một lần nữa thả lại La Hạ trên thân. Đúng vậy. La Hạ nhẹ gật đầu, tin tưởng ngươi đã hiểu rõ cái gì là ác ma trái cây, như vậy, ngươi liền không nghĩ tới muốn mình mua một viên sao. Mua ác ma trái cây. Trung cuộc Stark nhíu nhíu mày. Trung thực giảng, loại chuyện này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Dù sao Trung cuộc Stark là mang theo nhiệm vụ đến. Hắn mục đích chính là thu thập bảo thạch, mà không phải phức tạp sự tình khác. Huống chi? Trung cuộc Stark cũng không có tiền không phải. Số 2, đây là một cái cơ hội tốt, đề nghị của ta, nếu như bỏ lỡ ngươi sẽ hối hận. Tony Stark lại là xuất phát từ nội tâm mà đối với Trung cuộc Stark nói. Trung cuộc Stark rơi vào trong trầm tư dưới mắt đẹp đội cùng kiến người cũng đã bị siêu đơ bắt đi mặc dù một cái khác mình đáp ứng hỗ trợ nhưng việc này vẫn như cũ là cần bàn bạc kỹ hơn huống chi thời gian đâm đã sớm thiết lập tốt vô luận bọn hắn ở đây chậm trễ bao lâu thời gian chỉ cần dựa theo thời gian chọc thủng toa trở về đối với tương lai tới nói liền không có gì khác nhau đã la hạ cửa hàng trưởng đều đến như vậy đích thật là không có bỏ qua lý do về phần vấn đề tiền đã một cái khác chính mình cũng như vậy đề nghị chung cuộc Stark tin tưởng, vấn đề tiền đối phương lại trợ giúp tự mình giải quyết. Dù sao đối với Stark mà nói cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Cũng tốt, vậy ta liền mở mang kiến thức một chút thần kỳ ác ma trái cây đi. Chung cuộc Stark trên mặt, liền lộ ra 10 phần thần sắc mong đợi tới. Như vậy, Stark, mời đi. La Hạ liền đối chung cuộc Stark vẫy vẫy tay, lần nữa kéo ra một cánh cửa. Số 1, chúng ta sau đó bàn lại. Chung cuộc Stark đối Tony Stark lên tiếng chào hỏi về sau, liền theo La Hạ bước vào trong môn. Sau một khắc, chung cuộc sát liền thấy mình tiến vào một cái kỳ lạ vô cùng không gian. Lại đẩy ra một cánh cửa, liền xuất hiện tại ác ma trái cây nhà trong văn phòng. Ngồi đi sát. La Hạ kêu gọi chung cuộc sát tại tiếp khách khu ngồi xuống. Sát tiên sinh. Doãn lệ toa bạch nhìn thấy chung cuộc sát về sau, con mắt đều trừng lớn, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi làm sao? Nhìn lão nhiều như vậy. Liền cùng mẹ nó già đi 10 tuổi. Chung cuộc sát tự nhiên là không biết doãn lệ toa bạch, đối với cái này chỉ có thể ôm chi lấy một cái lúng túng mỉm cười doãn lệ toa bạch đem đồ dám lấy ra đi la hạ lúc này khoác tay áo thuận miệng phân phó doãn lệ toa bạch một tiếng doãn lệ toa bạch lên tiếng rất nhanh liền đem đồ dám giao đến la hạ trong tay la hạ đơn giản thiết trí về sau liền một lần nữa đem nó giao cho chung cuộc start nhìn xem có cái gì tương đối hài lòng trái cây đi start la hạ đối chung cuộc start vẫy vẫy tay chung cuộc start liền tiếp nhận đồ dám đến bắt đầu tỉ mỉ ra nhìn lại Ác ma trái cây được xưng trên biển bí bảo, là hải chi ác ma hóa thân, người sử dụng sẽ thu hoạch được khác biệt siêu năng lực. Vô cùng đơn giản một câu giới thiệu, lập tức liền đem chung cuộc start khẩu vị hoàn toàn treo lên. Thẳng thắng giảng. Nếu như không phải đã từng gặp qua ác ma trái cây chỗ thần kỳ, còn có một cái khác tự mình cổng sách, chung cuộc start là vô luận như thế nào không thể tin được. Sau đó, hệ siêu nhân, động vật hệ, tự nhiên hệ tam đại phân loại, mỗi một loại phân loại phía dưới kia đủ loại vô cùng thần kỳ bao hàm toàn diện trái cây, đều để chung cuộc xác mở rộng tầm mắt chẳng qua cùng lúc đó chung cuộc xác cũng chú ý tới một cái điểm cửa hàng trưởng vì cái gì ngươi đồ dám bên trong không có vũ khí trái cây chi chung cuộc xác hơi kinh ngạc nhìn qua la hạ không hổ là xác coi như là tới từ một cái khác vũ trụ xác đồng dạng cũng là đối vũ khí trái cây yêu thích không thôi vũ khí trái cây bị một cái khác xác mua đi ngươi hẳn là cũng chú ý tới tiểu điếm trái cây mỗi một loại đều chỉ có một viên la hạ cười vì chung cuộc xác giải thích kỳ thật luận võ khí trái cây tốt hơn trái cây còn có rất nhiều, không nóng nảy, ngươi có thể chậm rãi chọn lựa. Chung cuộc sát nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì, tiếp tục bắt đầu xem xét lên cái khác trái cây đến. La Hạ nhìn sang, phát hiện chung cuộc sát tại hệ siêu nhân cùng động vật hệ bộ phận đại khái xem một phen về sau, liền rơi xuống tự nhiên hệ bộ phận. Lấy chung cuộc sát trí thông minh, tự nhiên là có thể phân biệt ra được tự nhiên hệ trái cây tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Mà cuối cùng, chung cuộc sát ánh mắt liền rơi xuống trong đó một viên trái cây phía trên, cửa hàng trưởng, cái này một viên trái cây có thể làm ta giới thiệu một chút không? La Hạ nhìn sang chung cuộc start chọn trúng trái cây, không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này một viên trái cây, vẫn tương đối nghịch thiên một viên trái cây. Chương 348, tương lai đẹp đội cùng tương lai người kiến đến đây mua trái cây. Nham tương trái cây. Không sai. Trung cuộc start chọn trúng trái cây, thình lình chính là hải quân tam đại tướng một trong xích quyển trái cây. Viên này trái cây, liền xem như đặt ở tất cả ác ma trái cây bên trong cũng là cấp cao nhất trái cây một trong. Tự nhiên là có thể. Đối mặt chung cuộc Stark thỉnh cầu, La Hạ lập tức nhẹ gật đầu, bắt đầu vì chung cuộc Stark giới thiệu viên này trái cây tới. Đầu tiên, đây là một viên tự nhiên hệ trái cây, có thể để năng lực giả thân thể biến thành nham tương, đồng thời cũng có thể thích làm gì thì làm chế tạo nham tương. Đơn giản tới nói, chỉ cần ăn nham tương trái cây, Stark ngươi liền sẽ biến thành một cái nham tương người loại này có thể đem thân thể của mình một cái nào đó bộ phận biến thành nham tương loại này tự nhiên nguyên tố quá trình, gọi là nguyên tố hóa. Nguyên tố hóa là tự nhiên hệ trái cây đặc hữu một cái đặc điểm, cũng là tự nhiên hệ trái cây chi như vậy cường đại trọng yếu nguyên nhân. Nguyên tố hóa. Chung cuộc sát lông mày hung hăng vẫy một cái, trên mặt lộ ra vẻ chấn động tới. Trí thông minh cao như thế, chung cuộc sát nơi nào sẽ ghét không đến nguyên tố hóa nghịch thiên chỗ. Nếu như có thể tùy thời đều đem thân thể của mình chuyển đổi thành tự nhiên nguyên tố lời nói, như vậy chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi cái dạng gì công kích mới có thể gây tổn thương cho làm hại mình không sai vẻn vẹn là nguyên tố hóa điểm này tự nhiên hệ trái cây liền đã bỏ xa phần lớn trái cây mà trừ nguyên tố hóa dụng đến tiến hành phòng ngự bên ngoài tự nhiên hệ trái cây tại phương diện công kích cũng là có phải thiên độc đạo ưu thế cực lớn liền lấy nham tương trái cây tới nói liền xem như đơn giản nhất cơ bản nhất vận dụng phát xạ nham tương cũng đã là một loại phi thường cường đại phương thức công kích chung cuộc sát xuất phát từ nội tâm mà tỏ vẻ đồng ý. Một phát nóng hổi nham tương, quy lực hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì vũ khí nóng có được hay không. Đây là ta nói tới cơ bản nhất vận dụng, kỳ thật phần lớn tự nhiên hệ trái cây, đều có thể khai phát ra phạm vi lớn phương thức công kích. Cũng tỉ như một cái khác nham tương trái cây năng lực giả, hắn liền khai phát ra một chiêu cùng loại với nham tương mưa chiêu thức, có thể để vô số nham tương từ trên trời giáng xuống, phá hủy một cái thành thị chỉ ở bình thường. Nham tương mưa Phá hủy một cái thành thị T. Chung cuộc sát tại chỗ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh tới. Cho dù là hắn, cũng bị triệt triệt để để cho rung động đến. Nhằm tương mưa A, loại kia tình cảnh chỉ là ngẫm lại đều để người chấn động lòng người. Nếu như mình cũng nắm giữ loại này sức mạnh đáng sợ, diệt bá còn có cái gì có thế sợ. Thật sự là tốt đáng tiếc, mình không thể sớm đụng phải loại này nghịch thiên trái cây. Bây giờ diệt bá đã chết rồi. Nhưng cái này cũng không sao, diệt bá mặc dù chết rồi, nhưng lại mang cho chung cuộc sát khắc quốc minh tâm đau đớn cùng thê thảm đau đớn giáo huấn. Ai có thể cam đoan trong vũ trụ không có cái thứ hai diệt bá đâu. Nếu như lại có như thế tên điên làm sao bây giờ? Bất cứ lúc nào, có được thực lực cường đại đều là cơ bản bảo hộ. Đây cũng là lúc trước chung cuộc sát vì sao muốn chế tạo ung trân quân đoàn nguyên nhân. Đương nhiên, ta chỉ là tùy tiện cử một cái ví dụ, cụ thể như thế nào sử dụng nham tương trái cây, còn phải xem năng lực giả chính mình. Nói tóm lại, sức tưởng tượng quyết định khai thác hạng mức cao nhất chẳng qua liền cá nhân ta tới nói, ta là tương đối đề cử cái này một viên trái cây. Cái này đích xác là phi thường khiến người khiếp sợ trái cây. Chung cuộc start rất tán thành gật gật đầu, sau đó hắn liền ngẩng đầu lên, nghiêm mặt đối la hạ đưa ra một cái yêu cầu, cửa hàng trưởng, ta nhìn thấy đồ giám đã nói, các người nơi này trái cây đều là có hàng mẫu. Không sai, doãn lệ toa bạch. La hạ thuận miệng phân phó một câu doãn lệ toa bạch. Đối phương liền rất mau đem nham tương trái cây hàng mẫu đem ra, giao cho chung cuộc start. Loại uy lực này quá lớn trái cây, rất hiển nhiên là không thích hợp tại thể nghiệm trong phòng tiến hành thí nghiệm. La Hạ liền lợi dụng môn môn quả thực, sắp hết cục xác cho đưa đến một cái không người hoang sơn giả lĩnh. Chung cục xác liền mang theo vô cùng chờ mong, ăn ở trong tay trái cây hàng mẫu. Mà rất nhanh. Rốt cục xác trên mặt liền lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến thân thể của mình giờ phút này chỗ xuất hiện biến hóa. Loại kia có thể hóa thân nham tương chế tạo nham tương năng lực, dùng ngôn ngữ vô luận như thế nào miêu tả đều là nhìn không thấy sờ không được. Nhưng giờ khắc này, chung cuộc Tác lại thật sự rõ ràng cảm nhận được loại năng lực này. Đây chính là ác ma trái cây sao? Chung cuộc Tác thì thào thấp giọng hô lên tiếng, thực sự là khó mà che giấu trong nội tâm rung động. Hô! Hít sâu một hơi, chung cuộc Tác ngay sau đó liền lại lộ ra kích động cùng vẻ chờ mong tới. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút, nham tương trái cây rốt cuộc là tình hình gì? Lại sau đó không cần nhiều lời, Trung cuộc start lập tức liền bắt đầu tiến hành nếm thử. Hắn nâng lên tay phải của mình đến, nắm thành quyền đầu, nham tương trái cây năng lực đồng thời phát động. Sau đó hắn liền lập tức cực kỳ chấn động phát hiện, nắm đấm của mình, thế mà thật biến thành nham tương. Không thể tưởng tượng nổi. Chung cuộc start cảm thán một tiếng, sau đó vung vẩy lên nham tương quyền đầu đến, hung hăng một quyền hướng về trước mặt mình một khối đá đánh tới. Tảng đá lập tức liền bị đánh ra một cái hố đến. Liền khoa trương. Đương nhiên cái này khoa trương là đối với chung cuộc start tới nói tại la hạ nơi này chỉ là đánh ra như thế một cái lỗ nhỏ kỳ thật liền cặn bã cũng không bằng một quyền này thật sự là ta đánh ra đến sao có điều ta có thể làm được càng tốt hơn chung cuộc xác có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh ngược lại lần nữa giơ tay lên đến nhắm ngay phía trước trái cây năng lực phát động sưu một phát nham tương đạn liền bị chung cuộc xác đánh ra ngoài banh lập tức đánh vào phía trước trên núi mặc dù không thể tạo thành động tỉnh quá lớn nhưng như cũ để chung cuộc sát hưng phấn đến không kềm chế được. Dù sao loại này có thể phát xạ nham tương đạn phương thức công kích, liền quyết định cái này một viên trái cây hoàn toàn chính xác tiềm lực vô hạn. Nếu như chung cuộc sát thật sự có thể làm được la hạ cửa hàng trưởng nói tới như vậy nham tương mưa công kích, một mình hắn quét ngang một cái ngoài hành tinh bộ đội cũng không thành vấn đề. Tại tự mình thể nghiệm điểm này về sau, chung cuộc sát lập tức liền làm ra quyết định đến. Liền phải nham tương trái cây. Cửa hàng trưởng, viên này nham tương trái cây ta muốn. Trở lại ác ma trái cây nhà về sau Trung cuộc tác lập tức liền đối La hạ nói ra quyết định này tự nhiên là có thể la hạ nhẹ gật đầu liền đem bản nguyên điểm loại này giao dịch phương thức đối chung cuộc tác giải thích một lần chung cuộc tác đối với cái này mặc dù cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng ngoài ý muốn nhưng cuối cùng cũng vẫn là tiếp nhận la hạ một bộ này lý do thoái thác có một cái khác tác học thuộc lòng còn có nhiều như vậy chung cuộc tác chỗ người vật quen thuộc cũng đều mua ác ma trái cây chung cuộc tác Mặc dù còn có mấy phần lo nghĩ nhưng cũng lựa chọn hoàn thành giao dịch mà chung cuộc start bản nguyên điểm hạng mức, la hạ thẩm tra một chút, 11 ức. Sánh bằng đội còn nhiều hơn 100 triệu. Chương 349, chung cuộc người kiến giật mình, cường đại chớ chớ trái cây. 11 ức. Chung cuộc xác nghe được mình lại có kinh người như thế hạn mức lúc, cũng tương tự bị mạnh mẽ kích động một chút. Thiết thiết thực thực kinh đến. Chẳng qua vừa nghĩ lại chung cuộc xác liền tiếp nhận điểm này. La hạ cửa hàng trưởng không phải đã nói rồi sao, mình thế nhưng là thế giới nhân vật chính tới. La hạ cửa hàng trưởng nói đúng. Nếu như thế giới của bọn hắn thật sự là một bộ phim hoặc là một bản, tồn tại nhân vật chính, như vậy hắn Tony Stark không hề nghi ngờ chính là nhân vật chính. Thế giới nhân vật chính, một tỷ bản nguyên điểm, không coi là nhiều. Cửa hàng trưởng, ta đoán, Steve bản nguyên điểm hạng mức hẳn là cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Mà rất nhanh, chung cuộc Stark còn suy một ra ba, dùng một loại mười phần chắc chắn giọng điệu tiến hành phỏng đoán. Đúng là như thế. La Hạ nhẹ gật đầu, cái này không có cái gì tốt phủ nhận, các người vũ trụ Steve Roger ta không rõ ràng, còn không có tiến hành giao dịch nhưng chúng ta vũ trụ steve -er hạn mức là một tỷ một tỷ chung cuộc Stark liền giang tay ra trên mặt hơi lộ ra một vòng tao khí xem ra liền xem như so với steve -er, ta cũng càng thêm là nhân vật chính la hạ hắn có thể nói cho chung cuộc Stark, kỳ thật đối phương khí vận cùng captain america đều là không sai biệt lắm sao chung cuộc Stark thêm ra một cái kia ức bản nguyên điểm chủ yếu liền là tới từ nó kia vượt qua thời đại tri thức tốt cửa hàng trưởng đã hạn mức của ta đầy đủ mua nham tương trái cây, như vậy, chúng ta liền tiến hành giao dịch đi. chung cuộc sát tại hiểu rõ xong một chút cơ bản sự tình về sau, liền không có lại chậm trễ, nghiêm mặt đối La Hạ nói. La Hạ nhẹ gật đầu, tự nhiên không có gì để nói nhiều. Lúc này tiến vào hệ thống, sắp hết cục sát bốn ức bản nguyên điểm vạch đi. Doãn lệ toa bạch. La Hạ lúc này lại thuận miệng phân phó một tiếng. Nhỏ trợ lý liền lập tức đem nham tương trái cây lấy ra, đưa cho chung cuộc sát. suy chung cuộc start không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lúc này mang theo một tia kích động cùng hưng phấn, ăn nham tương trái cây. Lập tức vĩnh cửu thu hoạch được cái này một viên trái cây năng lực. Đối start. Tại chính thức giao dịch xong về sau, La Hạ nghĩ nghĩ, đột nhiên đối chung cuộc start mở miệng, ta một cái tư nhân nho nhỏ đề nghị, có hứng thú hay không nghe một chút. Có hứng thú hay không? Vậy nhưng quá có hứng thú. Nếu như nói trước đó chung cuộc sát đối với La Hạ càng nhiều chỉ là giật mình cùng tò mò, như vậy tự mình thể nghiệm nham tương trái cây năng lực về sau, nó đối la hạ thái độ liền tùy theo phát sinh tương ứng biến hóa cùng một cái khác tác đồng dạng thêm ra một chút kính sợ la hạ đề nghị hắn vẫn là vô cùng vô cùng coi trọng cửa hàng trưởng mời nói chung cuộc sát lập tức nghiêm mặt đối la hạ nói các người trở lại mình vũ trụ về sau có một kiện đại sự muốn làm đúng không ta chỉ là đề nghị các người đừng quá mức sốt ruột tại làm kia một kiện đại sự trước đó trước tiên đem ác ma trái cây năng lực cho dùng thuần thục la hạ ý tứ sâu xa đối chung cuộc sát nói kỳ thật tại sắp hết cục xác đưa đến ác ma trái cây nhà thời điểm la hạ vốn là dự định hướng đối phương đề cử hoàng tuyền trái cây tới dù sao chung cuộc xác cuối cùng sẽ cướp máy chẳng qua đã chung cuộc xác như thế xem trọng nham tương trái cây la hạ cũng liền không nói thêm gì nham tương trái cây kỳ thật cũng là vô cùng vô cùng không sai mà lại nói câu thực sự nham tương trái cây tại chung cuộc chi chiến thời điểm chính xác cũng là có thể phát huy ra vô cùng trọng yếu tác dụng nếu như khai phát tốt chung cuộc xác một người làm không tốt liền có thể đánh ngã diệt bá đại quân triệt để sửa chung cuộc chi chiến kết cục bi thảm cũng không phải là không được. Nhưng tất cả những thứ này đều phải có một cái tiền đề. Đó chính là chung cuộc sát nham tương trái cây năng lực đạt tới trình độ nhất định. Cho nên La Hạ mới có thể cho phép một cái thiện ý nhắc nhở. Dù sao cũng là vì chính mình cống hiến bốn ước bản nguyên điểm siêu cấp khách hàng lớn, một tí tẹo như thế đề nghị vẫn là hoàn toàn xứng đáng. La Hạ cửa hàng trưởng, ngươi là là ám chỉ, coi chúng ta tập hợp đủ bảo thạch, chuẩn bị búng ngón tay thời điểm, sẽ gặp phải địch nhân cường đại. Trung cuộc Stark một phen suy nghĩ về sau, làm ra dạng này đương nhiên phỏng đoán tới. Stark, ngươi nếu là tin ta, chờ sau khi trở về không ngại trước kiềm chế một chút nội tâm kích động, dù sao nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không kém chừa lại một chút thời gian huấn luyện trái cây, đúng không? Đương nhiên, nếu như ngươi không tin lời của ta, coi như ta chưa nói qua. La Hạ lại là đối chung cuộc Stark giang tay ra, cũng không có quá mức kỹ càng cụ thể vì đối phương giải thích. Có mấy lời tất cả đều mở ra ngược lại không có ý nghĩa, điểm một chút liền tốt. Trung cuộc xác thích tin thì tin, không tin cũng không có gì. Dù sao cả hai ở giữa hoàn toàn kết quả khác nhau, tất cả chung cuộc xác một ý niệm. Ta sẽ nghiêm túc suy xét ý kiến của ngươi, cửa hàng trưởng. Chung cuộc xác tự nhiên là một cái tự hiểu rõ người, hắn lập tức trọng trọng gật đầu đối La Hạ nói. Cái này La Hạ cửa hàng trưởng quỷ bí khó lường, tựa như không gì không biết. Mặc dù đối phương nói che che lấp lấp, nhưng chung cuộc xác không ngốc, biết đối phương nói là vô hạn chiến tranh thất bại 5 năm, mọi người quyết định thu thập bảo thạch tuyệt địa lực bàn sự tình khi chỉ hướng tính đã lại rõ ràng cực kỳ. Mà vô hạn chiến tranh thất bại, chung cục Stark cũng chỉ là đơn giản đối một cái khác mình đề cập qua đầy miệng. Chỉ thế thôi. Nhiều năm như vậy cũng chờ loại chuyện này, người khác là không thể nào biết đến mới đúng. Nhưng La Hạ cửa hàng trưởng hết lần này tới lần khác biết. Mặc dù chung cục Stark không rõ La Hạ cửa hàng trưởng là làm thế nào biết, nhưng rất hiển nhiên, đối phương hoàn toàn chính xác biết. Trước đó chung cục Stark còn hoài nghi La Hạ cửa hàng trưởng nghe trộm hắn cùng một cái khác mình nói chuyện, nhưng bây giờ chung cuộc start biết mình sai. Hắn không biết la hạ cửa hàng trưởng đến tục cùng là như thế nào làm được không gì không biết, nhưng nhất định không phải nghe trộm loại này cấp thấp thủ đoạn. La hạ cửa hàng trưởng, cảm tạ ngươi trái cây, cảm tạ đề nghị của ngươi. Ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, sẽ không quấy rầy. Lại cùng la hạ đơn giản hàng huyên vài câu về sau, chung cuộc start liền không có nhiều hơn chậm trễ thời gian. Cùng la hạ lên tiếng chào hỏi, rời đi ác ma trái cây nhà. Ngay lập tức cùng Tony Stark tụ hợp đến một chỗ. Hai người bắt đầu tiếp tục thảo luận lên như thế nào cướp đoạt quyền trượng, như thế nào giải quyết chung cuộc đẹp đội cùng chung cuộc người kiến bị bắt vấn đề. Thậm chí, cũng tại cùng nhau thương nghị lên như thế nào cầm lại vũ trụ ma phương vấn đề. Nói tóm lại, hai cái Tony Stark là hoàn toàn liên hợp lại với nhau, cộng đồng vì thu thập bảo thạch khai hỏa búng tay đại nghiệp mà nỗ lực. Số 2, mặc dù ta không biết La Hạ cửa hàng trưởng đều biết thứ gì, nhưng đề nghị của ta là toàn diện tiếp nhận đề nghị của hắn. Mà khi Tony Stark biết La Hạ cho chung cuộc Stark đề nghị lúc, lập tức một mặt nghiêm nghị đối chung cuộc Stark nói. Dương 15 Lan nhắc nhở ngài, xem hết nhớ kỹ cất giữ. Chương 350, từ lực trái cây lóe sáng lên sàn tương lai người kiến hóa thân siêu tân tinh. Cửa hàng trưởng, Stark hắn làm sao rồi? Vì sao lại lập tức già nua nhiều như vậy? Ác ma trái cây nhà. Chung cuộc Stark rời đi về sau, giảng lệ toa bạch liền tiến đến La Hạ trước mặt, hết sức tò mò nhìn thấy La Hạ hỏi. Thậm chí không chỉ chỉ là trở nên già nua vấn đề, Doãn lệ toa bạch cũng cảm thấy một cái kia Tony Stark cái kia cái kia đều không thích hợp. Phải biết giữa hai người thế nhưng là đánh qua không ít quan hệ, đôi bên còn tính là quen thuộc. Nhưng mới rồi, Stark lại đối doãn lệ toa bạch biểu hiện được tương đương lạnh lùng. Tự như không biết doãn lệ toa bạch. Hắn không phải chúng ta thế giới này Stark, mà là tới từ một cái khác song song vũ trụ Stark. La Hạ đơn giản vì doãn lệ toa bạch giải thích một câu, lập tức liền để doãn lệ toa bạch mắt trợn tròn. Song song vũ trụ. Thế này thì quá mức rồi đi theo La Hạ bên người lâu như vậy, giản lệ Toa Bạch cũng coi là được chứng kiến các loại cảnh tượng hoành tráng, khác không đề cập tới người ngoài hành tinh đều tiếp đãi không ít, vẫn là tại hai lần người ngoài hành tinh xâm lớn New York trước đó. nhưng song song vũ trụ cái gì, không khỏi cũng thái cổ khoa trương chút a. À. chẳng qua La Hạ cũng chỉ là cười cười, lại là cũng không có đối giản lệ Toa Bạch tiến hành quá giải thích nhiều. giản lệ Toa Bạch tự nhiên cũng rất là thức thời, không có tiếp tục truy vấn, cùng La Hạ lên tiếng chào hỏi về sau liền lui xuống. mà La Hạ thì là phóng thích mở mình kiến văn sắc bá khí ken sao haki dự định nhìn xem kia một cái khác các tin america tình huống đây chính là cùng chung cuộc tác đồng dạng siêu chất lượng tốt trao hẹ la hạ vô luận như thế nào đều là không thể bỏ qua ba khúc cánh cao ốc cục trưởng văn phòng bội cát ngươi thấy thế nào nick ferry độc nhãn nhìn qua ngồi tại mình đối diện bội cát cát tơ nhìn như tùy ý mở miệng hỏi nhân viên kỹ thuật đã phân tích quá hắn kia một khối tấm thuẫn không chỉ chất liệu cùng roger tấm thuẫn đồng dạng mà lại cũng là đệ nhị thế chiến lão ngoan đồng. Bao quát hắn kia một khối đồng hồ bỏ túi cũng giống như thế. Hắn lý do thoái thác mặc dù chợt nghe xong tương đối hoang đường, nhưng lại lo di rõ ràng kín đáo, không có cái gì sơ hở, cùng Scotland lý do thoái thác cũng lẫn nhau ăn khớp, lẫn nhau xác minh. Mặt khác, nhằm vào thời gian xuyên qua vấn đề, chúng ta cũng tư vấn một chút đỉnh tiêm nhà vật lý học, chứng thực trên lý luận khả thi. Cho nên, tổng hợp đủ loại này tình huống đến xem, ta tin tưởng hắn. Ta tin tưởng hắn chính là một cái khác Steve roger Bội các caster tơ trải qua một phen phân tích về sau, cho ra kết luận của mình tới. Cái nhìn của chúng ta đồng dạng. Nick nhẹ gật đầu. Kỳ thật lão Hồ Ly tại chung cuộc đẹp đội mở miệng thứ nhất khắc liền đã tin tưởng, chẳng qua vẫn là giả vờ như hiện tại mới tin tưởng. Đổi nguyên áp. Trừng trừng trái cây năng lực, Nick là dự định một mực giữ bí mật đi xuống. Thậm chí cho tới bây giờ, trừ la hạ bên ngoài cũng cũng không có ai biết Nick đến tột cùng ăn cái gì trái cây. Nick, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến, chúng ta muốn trợ giúp hắn tại xác định xong chung cuộc đẹp đội vấn đề thân phận về sau bội các các tơ lập tức một mặt trịnh trọng đối Fury mở miệng nói ra việc quan hệ địa cầu một nửa nhân khẩu chúng ta không thể không làm gì siêu đơ dự tính ban đầu vốn chính là trợ giúp người khác để thế giới trở nên càng rất hơn thật sao thế nhưng là bội cát người có hay không nghĩ tới đây là cầm vũ trụ của chúng ta tại mạo hiểm Fury đối với cái này lại có cái nhìn khác biệt nếu như quyền trưởng thật trọng yếu như vậy như vậy chuyện chúng ta muốn làm chính là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt quyền trượng mà không phải tùy tiện cấp cho một cái khác vũ trụ người đi cứu vớt thế giới của bọn hắn steve là một cái khác steve bọn hắn hứa hẹn quá một khi sử dụng hết liền sẽ trả lại đối với chúng ta cái vũ trụ này tới nói quyền trượng liền tựa như chưa hề cho mượn đi qua đồng dạng cam đoan của hắn nick lắc đầu xem thường cười cười bội cát ta sẽ không bởi vì một người cam đoan liền sẽ mạo hiểm lớn như vậy dù là người kia là roger nhưng là ta tin tưởng Roger. Hắn nói sẽ trả trở về, liền nhất định sẽ trả trở về. Thật sao? Nếu như ta nhớ không lầm, hắn cũng đáp ứng ngươi sẽ tham gia kia một trận vũ hội a. Đôi bên cứ như vậy bắt đầu kịch liệt tranh luận. Từ đầu đến cuối song phương thái độ cũng đều là mười phần kiên quyết. Bội các các tơ kiên trì muốn trợ giúp chung cuộc đẹp đội, Nick lại muốn bảo vệ quyền trường. Dằn co không xong. Đương đương đương. Cả hai ngay tại thảo luận phải kịch liệt không thôi thời điểm, cửa ban công bị người gõ vang. Người thành thật cung sân thân ảnh xuất hiện tại Nick Fury trước mặt. Trưởng quan, la hạ cửa hàng trưởng đến rồi. Cung sân một mặt nghiêm nghị đối Nick Fury báo cáo. Nick sắc mặt hơi đổi một chút, trở nên ngưng trọng vô cùng. La hạ cửa hàng trưởng không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến, nó mục đích đã không cần nói cũng biết. Không hề nghi ngờ chính là vì kia một cái khác đẹp đội mà đến. Nếu như la hạ cửa hàng trưởng cũng nhúng tay can thiệp chuyện này, như vậy sẽ là vô cùng vô cùng khó giải quyết. Liền xem như Nipferi nhân vật như vậy, cũng là không dám tùy tiện cùng La Hạ cửa hàng trưởng đối nghịch. Nếu như muốn Nipferi liệt một cái không thể trêu chọc người danh sách, La Hạ không hề nghi ngờ là xếp tại đứng đầu bảng một cái kia. Mang ta tới. Trong lòng hiện lên những cái kia suy nghĩ đồng thời, Nipferi cũng không có nhàn rỗi. Lập tức đứng lên đến, đối cung sân tiến hành phân phó. Bội các các tơ cũng không có cái gì do dự, đồng dạng đứng dậy. Cùng nick điềm lành cùng một chỗ, đi theo cung sân đi vào siêu đơ một cái bên trong phòng tiếp khách. Nơi đó, La Hạ đang ngồi ở trên ghế salon chờ lấy Mithveri mấy người. La Hạ cửa hàng trưởng, thật sự là khách quý ít gặp a. Mithveri đi đến tiếng đến, 10 phần khách khí cùng La Hạ lên tiếng chào hỏi. La Hạ cửa hàng trưởng, ta là Bội cắt Cát Tơ, cảm tạ ngươi ác ma trái cây để ta một lần nữa thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh. Bội cắt Cát Tơ cũng giống như thế. La Hạ thì là bình thản ứng đối. Mithveri, ta lần này là vì các America mà đến, ta nói là Song song vũ trụ cái kia Captain America, ta nghĩ, ngươi hẳn là đoán được, đúng không? Đôi bên đơn giản một trận hàng huyên về sau, La Hạ liền trực tiếp nơi đó hướng Nick Fury nói rõ mục đích của mình. Quả nhiên là dạng này. Nick Fury trong lòng âm thầm trầm xuống. Hắn dùng độc nhãn nhìn chằm chầm La Hạ nghiêm mặt hỏi, "Ta có thể hỏi một chút cửa hàng trưởng làm như thế nguyên nhân sao?" Cái này một cái khác Captain America là một cái ưu chất khách hộ đã gặp, đương nhiên là không thể bỏ qua, ngươi cứ nói đi. La Hạ liền hướng Nick Fury nhíu mày, bán trái cây sao? Midvari trong lòng thoáng yên tâm chút. Nếu như chỉ là bán trái cây mà không nhúng tay vào sự tình khác, lỗ đảng vẫn là có thể tiếp nhận. Mà lấy La Hạ cửa hàng trưởng thân phận địa vị mà nói, đối phương đã nói là bán trái cây, lỗ đảng tin tưởng đối phương liền thật chỉ là bán trái cây, mà không phải có cái gì khác không thể cho ai biết mục đích. Huống chi, lỗ đảng kỳ thật cũng rõ ràng, tự nhiên bội các tơ xác nhận chung cuộc đẹp đội thân phận về sau, hắn liền không thể tiếp tục một mực giam giữ đẹp đội đẹp đội tại toàn bộ mỹ kia to lớn vô cùng lực ảnh hưởng liền lỗ đảng cũng không thể không nhìn thứ việc đây chẳng qua là song song vũ trụ đẹp đội